đôi xin chân, đôi mặt buôn xin cho mừng to. Sao trọng nghiêm phải vậy? Buôn xin chứ phải hùng chày. Buôn xin, ông nói hùng chày á. Ông nói hùng chày á. Rồi. Đang nấu miếng đó nghe chưa? Okay, luôn. Đấy, tôi chỉ rất nhanh. Vung người ra để con hát cho nó thoải mái. Lại nha, 1, 2, 3, 4. Tôi là đi nhập con, mẹ và tôi là người nhân. Tôi đi mặc quần xì trong quần to. Tôi là đứa nhóc con, mẹ và tôi quý nhất. Có thể đến trên đường mà con tới đâu. Và tôi bay cao cao như tàu bay. Chạy 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 nhanh như gió bay. Chú sẽ đưa cái tôi to tôi. Con cũng thấy hơi khó ở chỗ mình phải hát mạnh lên và vui lên. Có thể nhấc xe hơi nhẹ như đồ chơi. Có thể nhấc xe hơi nhẹ như đồ chơi. Làm nhiều việc siêu nhân còn thấy không? Rồi con sẽ hát lại mạnh hơn tí xíu nhưng mà đừng có bị gào lên quá. Lại nha. Tôi còn có sức mạnh. Đúng cao rồi, tôi còn có sức mạnh. Tôi còn có sức mạnh, tôi còn có sức mạnh còn voi trong bàn tay. Được hả? Dạ. Ok rồi.